Ngày xưa thì Mai có một cái người bạn tên là Hiền Lan á, bán vàng ở Hương Khê Hà Tĩnh. Chị kể lại cho Mai thì trước đây là chị cũng không biết tới là Phật pháp đâu. Cách đây một cái thời gian rất là lâu xảy ra một cái gọi là bão lũ rất chi là lớn ở Hương Khê Hà Tĩnh. Khi mà xảy ra cái lũ lớn như vậy á thì các thầy á về Hương Khê để mà cứu trợ mì tôm gạo thóc các thứ cho người dân. Thì cái năm đó thì các thầy á về ở nơi nhà của chị này, và từ đó thì có cơ duyên đi với Phật pháp. Và Mai thì lại là bạn của chị Hiền với anh Lan này, cũng có những cái cơ duyên như vậy để mà biết đến Phật pháp. Theo Mai thì đã là một con người thì chúng ta nên chọn cho mình một đức tin, có thể là mình theo bên đạo Phật, có thể là bên Công giáo, nói chung đạo nào cũng được, làm cho con người ta hướng thiện, suy nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt là ok. Thì đó là cái quan điểm mà cá nhân của Mai là như vậy. Bây giờ Mai có nhiều cái cơ duyên với Phật pháp lắm, bởi vì đến bây giờ là Mai tu sửa rất chi là nhiều chùa. Có những cái chùa là Mai tu sửa tới 6-7 tỷ rồi, Mai đốt rất là nhiều chuông á, có những cái đến tới 3.2 tỷ, có những cái 1.5 tỷ. Thường thì hàng năm á thì Mai sẽ mời các thầy về là tổ chức một cái đạo tràng. Thì cái đạo tràng này thì thường thường là phải chủ trì về các nhà sư á, về rất đông, có khi là 100 người, có khi thì 200-300 người, và thậm chí có những cái đạo tràng á 500 các sư thầy trên mọi miền đất nước về và tụng kinh 3 ngày, một ngày là 3 thời, sáng, trưa, tối. Thì mình thuê khách sạn này để cho các thầy ở này, mua vé máy bay cho các thầy đi này về này. Rồi ngoài ra thì khi mà các thầy vô hỗ trợ mình như vậy thì mình cũng thành tâm để cúng dường với các thầy. Con người chúng ta sinh ra thì mỗi người sẽ có một cái phụng sự. Ví dụ như Mai thì Mai kinh doanh nhá, về ngành thẩm mỹ, về ngành mỹ phẩm để hỗ trợ những khiếm khuyết của khách hàng. Bác nông dân á thì sản xuất ra lúa gạo. Rồi nhiều bạn kinh doanh về áo quần, kinh doanh về hàng ăn. Thầy thì sinh ra để mà phụng sự dân, phụng sự cộng đồng. Có những thầy đi truyền đạo, đi giảng đạo. Có những thầy thì nuôi trẻ mồ côi. Có nghĩa là mỗi người sẽ chọn cho mình một cái cách tu riêng. Thì khi mà các thầy tập trung vào để mà tu thì các thầy đâu có làm ăn kinh tế, cho nên là nhờ vào tất cả bá tính, đó là những cái Phật tử. Cho nên là khi mà mình mời thầy á là không phải là mình mời về để nhờ các thầy cúng cho mình giàu lên đâu. Nếu trong cuộc đời mà mình làm ăn phi pháp, mình không có đức có độ, mình lừa đảo khách hàng, mình mua ra mình bán lậu, thì đừng có nói là 500 thầy cúng mà 5 triệu thầy cúng, thì mình cũng phải trả nghiệp. Có nghĩa là luật nhân quả mà. Thì lý do tại sao mà Mai mời nhiều thầy về như vậy á, thì đầu tiên thì mình phải nói về là cái mặt tâm linh, không biết là có kiếp sau hay không, và cái thế giới tâm linh Mai cũng không biết có hay không, thì Mai cũng chưa bao giờ thấy. Chỉ là cái văn hóa của người Việt Nam đời này đời trước đời sau nó sẽ nối tiếp nhau đi vào trong cái lòng của mình thôi. Thì khi mà Mai làm cái đạo tràng vậy á, mời các thầy về, đầu tiên là cầu mong cho tất cả gọi là âm cùng như dương, tổ tiên ông bà bố của mình để được siêu thoát, để cho gia đình của mình á, về mặt tư tưởng á, cảm thấy thoải mái, thể hiện được cái lòng biết ơn đối với các cái bậc sinh thành ra mình, đó là tổ tiên ông bà cha mẹ cùng như những người hy sinh cho đất nước mình, đó là các anh hùng liệt sĩ. Và mình cũng cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà bình an và người người hạnh phúc. Và Mai nghĩ rằng là mỗi cái tôn giáo thì đều có những cái đức tin riêng, chúng ta cũng nên chọn cái đức tin cho chính mình, miễn rằng cái đức tin đó hướng chúng ta làm thiện làm tốt là ok.